Số trường hợp nhiễm bệnh mới bên ngoài Trung Quốc đã vượt qua nước này. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày hôm 26 tháng 2 đã báo cáo có 52 trường hợp tử vong mới và tất cả ca đều ở Hồ Bắc của tỉnh miền Trung, Trung Quốc và cũng là trung tâm của vụ dịch. Đồng thời cho biết có 406 trường hợp mới được xác nhận đã nhiễm bệnh và giảm 102 trường hợp so với ngày hôm trước. Chỉ có 5 trường hợp nhiễm bệnh mới bên ngoài Hồ Bắc. Và cho đến nay cũng đã có hơn 30.000 bệnh nhân ở Trung Quốc đại lục đã khỏi bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tại Nam Hàn vào hôm 26 tháng 2 lại báo cáo có thêm 284 trường hợp mới bị nhiễm bệnh và nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 1.261 trường hợp. Và các trường hợp liên quan đến Ý cũng được ghi nhận ở Algeria của Áo, Croatia của Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Brazil và Hy Lạp. Các ca nhiễm nCoV liên quan tới Iran cũng được xác nhận ở Bahrain của Iraq và Kuwait và Oman. Nâng tổng số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc lên thành 427 người, nhiều hơn tổng số là 411 trường hợp của Trung Quốc. Và đây cũng là lần đầu tiên có nhiều trường hợp nhiễm virus ở bên ngoài của quốc gia này, đánh dấu một giai đoạn mới trong diễn biến bệnh dịch. Tại Nam Hàn, nhiều trường hợp được xác nhận lây nhiễm liên quan đến giáo phái ở thành phố phía đông của Nam của thành phố Daegu và một bệnh viện ở quận lân cận ở Jido. Trong số 169 trường hợp mới được báo cáo vào buổi sáng ngày 26 tây tháng 2 và có 153 trường hợp ở Daegu, cách Seoul là 300 km về phía đông nam. Cho đến ngày hôm nay, đã có 12 người chết ở Nam Hàn do virus. Trong đó có một người dân của quốc tịch Mông Cổ, 36 tuổi trước đó đã nhập viện để ghép gan. Trong khi đó, thì một người lính Mỹ đóng quân tại Camp Caron ở Nam Hàn cũng đã cho kết quả dương tính với lại coronavirus và hiện đang tự cách ly tại bên ngoài cơ sở quân đội. Tại Hồng Kông, một cậu bé 16 tuổi từ tàu du lịch Diamond Princess đã trở thành đứa trẻ đầu tiên ở Hồng Kông được chẩn đoán đã nhiễm virus corona. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của Hồng Kông cho biết, cậu bé là một trong 4 bệnh nhân được xác nhận bị nhiễm COVID-19 vào hôm 26 tây tháng 2 và đưa tổng số người nhiễm bệnh của thành phố này lên thành 89 trường hợp. Trung Quốc cũng bắt đầu dồn trọng tâm mới đến việc ngăn chặn những ca lây nhiễm từ bên ngoài. Hôm ngày 25 tháng 2, thì 94 hành khách trên chuyến bay OC-347 của Asian Airlines từ Seoul đến Nam Kinh đã bị cách ly sau khi 3 người quốc tịch Trung Quốc đã phát hiện bị sốt và không ai trong số 3 hành khách có lịch sử dụng lịch đến Vũ Hán. Tất cả những người đến Bắc Kinh, bao gồm những người đến từ các thành phố khác của Trung Quốc, cũng phải đối mặt với thời gian cách ly 14 ngày. Trong một diễn biến liên quan, Singapore cũng đã bị buộc tội 2 công dân Trung Quốc khi một trong 2 người này đã nhiễm COVID-19, nhưng lại nói dối về lịch sử du lịch của họ. Nhân viên y tế ở Vũ Hán cũng đã yêu cầu sự trợ giúp trên toàn cầu, mô tả những điều kiện khó khăn trong thành phố khi bị coronavirus tấn công. Do sự thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Vũ Hán, 14.000 y tá từ khắp Trung Quốc đã tự nguyện đến trung tâm của vụ dịch để hỗ trợ, đồng thời cũng kêu gọi các y tá và nhân viên y tế từ các nước trên thế giới đến Trung Quốc để giúp cho nước này chống đỡ với trận chiến. Những thiết bị bảo hộ như là khẩu trang cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Một số y tá cũng bị ngất do làm việc quá sức hay thiếu đường huyết và oxy. Chính quyền Ý cũng cập nhật số người chết lên thành 12 người. Và thưa quý vị, Iran cũng có số người chết cao nhất bên ngoài Trung Quốc, với 19 người đã thiệt mạng vì coronavirus. Thứ trưởng Bộ Y tế của Iran là ông Maghazi Harichi cũng bị phát ho và đổ mồ hôi nhiều khi đang phỏng vấn trên truyền hình nhà nước. Ông này cũng được xác nhận là dương tính với coronavirus. Một nhóm các chuyên gia y tế của công cộng trụ sở tại Canada cho biết rằng dịch bệnh lớn tràn lan ở Iran có khả năng lây nhiễm ra toàn cầu, đánh giá khả năng kết nối giữa Iran và các quốc gia khác. Các chuyên gia ước tính có thể sẽ có 18.300 trường hợp dịch bệnh xuất hiện tại nước này. Tổng giám đốc WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày hôm 26 tháng 2 cũng nói với các nhà ngoại giao tại Geneva rằng là có một nhóm của WHO tới Iran vào cuối tuần để đánh giá tình hình. Bộ trưởng Y tế Algeria là Abderrahmane Bebouzid đã tuyên bố trên truyền hình nhà nước vào tối 25 tháng 2
rằng là một công dân Ý đã đến quốc gia này vào ngày 17 tháng 2 đã cho kết quả dương tính với lại virus corona. Bệnh nhân hiện tại đã cách ly và điều trị. Trong khi đó, thì Algeria trở thành quốc gia thứ hai ở miền Bắc của châu Phi báo cáo là nhiễm coronavirus. Ai Cập đã báo cáo trường hợp đầu tiên và